Kính bạch thầy, con là một người đã có gia đình, nhưng chúng con chia tay nhau là gần 2 năm nay. Khoảng 10 tháng nay con có quen và yêu một người khác. Lúc đầu con không biết anh ấy là đã có gia đình. Khi yêu anh ấy được 3 tháng thì con mới biết anh ấy đã có vợ và một người con gái, nhưng gia đình không hạnh phúc. Anh ấy xa nhà từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật anh về nhà chỉ biết đi nhậu cho say xỉn để về nhà ngủ cho dễ. Vợ chồng anh tuần nào cũng đánh nhau, thậm chí coi nhau như kẻ thù. Con yêu anh ấy khi biết anh ấy đã có vợ và đang sống với vợ nên con đã chủ động rút lui, nhưng anh ấy tìm con bằng đủ mọi cách. Con biết anh ấy cũng rất yêu con, chăm sóc con từng chút một. Con buồn anh ấy cũng buồn, con đau anh ấy cũng xót. Con khổ quá, khổ trong chuyện gia đình, nhưng anh ấy không thể ly dị vì còn liên quan đến một khoản nợ bên gia đình vợ. Con gái anh thường xuyên phải chứng kiến cảnh vợ chồng đánh nhau đập phá. Con muốn bên anh lúc này để động viên anh, an ủi anh. Con làm vậy có đúng hay sai? Bây giờ con phải làm gì? Con làm như vậy có tội hay không có tội? Xin thầy cho con lời khuyên. Trong tình huống phức tạp này đó thì người đặt câu hỏi là đúng trong giai đoạn đầu và sai ở trong giai đoạn giữa và diễn tiến cho đến bây giờ, phải nhận dạng được điều ấy. Thứ hai đó là bản thân của người đàn ông trong câu chuyện này, tức là bắt cá hai tay đó, là không hề thương như cô đã đặt câu hỏi đâu, mà anh ta thương cái lòng tham của mình nhiều hơn. Vợ thì vẫn chưa kết thúc với hiệu lực hôn nhân, rồi đến với người khác đó là sai về luật pháp xã hội, so với đạo Phật là sai về đạo đức nhân cách. Khi nhận dạng ra là anh ấy đã có vợ, cô muốn rút lui, điều đó là tốt và nên quyết định càng sớm càng tốt, chứ không nên trì hoãn. Còn có việc tư vấn cho anh ấy, rồi tâm sự anh ấy, hiểu cảm ơn anh ấy để anh ấy bớt đi cái khổ đau trong gia đình đó, chỉ làm cho vấn đề ly thân và ly dị trong gia đình đó trở nên nghiêm trọng hơn thôi. Và cô, tức là người trong cuộc, người đặt câu hỏi đó, sẽ chịu một phần trách nhiệm nhân quả rất xấu ở trong sự đổ vỡ hạnh phúc này. Mỗi người có những nỗi khổ niềm đau riêng, hãy để cho nó tự giải quyết nỗi khổ niềm đau đó với vợ của mình, với những đứa con, với cái khoản nợ lớn chồng chất. Tại sao mình phải đi tình nguyện hốt cái gánh nợ, rồi hốt cái gánh lo, rồi hốt cái gánh bất hạnh do vì mình quan hệ bất chánh với chồng người khác để làm gì? Chứ tôi nói là giai đoạn đầu là đúng, là bởi vì mình không biết, mình tưởng là anh ấy độc thân, yêu như thế là rất là chuyện thường. Còn khi phát hiện ra thì phải tìm đường mà rút lui. Cái cách rút lui an toàn nó bao gồm các bước sau đây. Một là cách thay đổi cái số điện thoại mà mình thường sử dụng, thay đổi email mà mình thường gửi anh ta, thay đổi các cái phương tiện truyền thông và nhắn tin, và không hề cung cấp cho anh ấy biết. Ta phải mạnh dạn làm gì đó, bởi vì phụ nữ rất là yếu mềm về cảm xúc. Trong lúc người ta tham, người ta muốn có thêm người thứ hai, thì ta phải đưa lý lẽ là tôi sống với vợ đó giống như sống hờ, bất hạnh đủ thứ, chuyện đó đừng nên tin. Mà giả sử có thiệt như vậy, mình không phải đi trở thành là một cái người thế, một cái trổ trống đó làm gì? Tại sao mình không có cái người đàng hoàng, chưa có vợ để mình sống hạnh phúc, mình phải đi sống lấy chồng chung, chia cái mền đó với một người khác như cho nó khổ vậy? Điều hai, nếu như nơi ăn trốn ở và nơi làm việc của mình á, anh ấy biết và anh ấy có cái tính đeo bám, tức là không muốn buông tha, đang khi mình á có nỗ lực để gây dựng lại hạnh bản thân và thoát ra khỏi cái cuộc tình tay ba không có tương lai này, thì ta phải nhờ những người thân của mình á trợ giúp. Ví dụ như mình báo với gia đình bên anh ấy, báo với cơ quan bên mình làm việc là anh này đang đeo bám tôi và đang gây khó khăn cho tôi, cho nên mong mọi người giúp, và mình thưa kiện cái cơ quan mà anh đã làm việc để cho anh ấy bị kỷ luật và không dám đeo bám nữa, và giúp cho anh ta nhận diện ra rõ ràng là việc làm như thế là sai. sai với vợ con của mình về phương diện luật, sai về đạo đức khi mà hôn nhân chưa kết thúc mà lại đeo bám một người khác, dầu đó nó có phát xuất từ cái tình yêu thật gì hay là tình yêu giả thì nó cũng là mặc kệ. Vấn đề là phải thoát ra càng sớm càng tốt. Điều thứ ba, sau khi nỗ lực hết tất cả những vấn đề nhờ đến luật pháp và nhờ đến dân sự giúp đỡ để kết liễu cái mối tình không có tương lai mà vẫn không thành công, thì tốt nhất là ta nên đổi nhà, đổi nơi làm việc. Ta phải hy sinh về cái sự tổn thất đó. Người thông thường mà làm bước 1, bước 2 là đã có kết quả rồi. Cho nên thầy mong người trong cuộc đó phải sáng suốt bằng cái trí tuệ của người Phật tử, để không gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia căn của người khác, dầu mình được hiểu là mang lại hạnh phúc cho người này, cho anh ấy bớt đi nhậu, rồi bớt đánh đập vợ con, là bớt bạo lực gia đình, hay là bớt cái gì đó. Đó là chỉ là lời ngụy biện thôi, lời biện hộ cho cái lỗi lầm của mình đang dướng vào cái tham và cái si mê thôi. Và không khéo cái tham và si mê này nó làm cho mình sống trên đống lửa là sân, rồi tự động mình phải có cái ác cảm với cái người vợ của anh ta, rồi bên vợ của anh ta nữa, đang sống hạnh phúc không muốn mà chui đầu vô cái chỗ khổ đau để làm gì. Cho nên tốt nhất là hãy nỗ lực thoát ra. Vậy như mình cũng ăn nói đàng hoàng để cho hai bên hiểu rõ được vấn đề, dàn xếp với nhau để cho cái cuộc tình đó sớm được kết thúc. Còn ảnh giải quyết vấn đề vợ chồng ảnh như thế nào là chuyện của ảnh, không phải là chuyện của cô. Cho nên không phải ôm cái gánh nợ này để làm gì. Chừng nào anh ta đã độc thân mà không có sự gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình của mình, lúc đó chờ một thời gian sau rồi hãy đính đến cái chuyện đến với anh ta hay không.